bác lấy cho tôi đi về chứ. Anh về vừa hay rồi còn đét rồi trên này về. Cái này là bây giờ đã ăn vào trong con rồi, bây giờ nhau rồi, bây giờ mình sẽ kết nối. Nhưng mà thế trước là đi hôn là thả thuận với nhau như thế rồi. Tao tưởng nó không về tranh chấp này nữa, tao cho mày về thôi. Em vẫn công chồng về, phải về chứ. Anh về hai vợ chồng về, rồi đây trên này về. Chứ tao phải đi coi em một ít chứ. Bây giờ, bây giờ trước ăn vào chồng nó không về nhau rồi, bỏ nhau rồi. Đất ai rồi, khi nào rồi đi. Anh rồi, bắt đầu đi. Đây anh giải quyết đâu, nhanh. Tìm người về giải quyết rồi, anh xuống dưới giải quyết cho tôi đi. Giải quyết cho hàng về. Vâng. Thế em đi về trước đi. Thưa cả chị ta đi. Vâng. Thì tôi khác xuống giải quyết với cô ha. Ê, tài sản cái gì chia đều nhau rồi, nhưng mà hai vợ chồng lại tham lam về bóc hết ngô. Bóc chỗ này rồi lại lên cửa trên này lại bóc. Cái này ngô cháu chồng à? Vâng, cái này cháu cũng từ trước lấy nhau về cháu chồng mà. Cháu chồng xong là chia đều nhau rồi. Cái đất này là bây giờ đã ăn vợ chồng bỏ nhau rồi, bây giờ chia nhau rồi, bây giờ mình phải thực hiện thôi. Vâng, nhưng mà cái trước là ly hôn là thỏa thuận với nhau cũng chú như thế rồi. Cháu tưởng là nó không về tranh đất này nữa, sao cháu mới bẻ thôi. Cửa này là trước đã thỏa thuận nó chia hết rồi, bây giờ trồng ngô thì cháu lấy hết rồi, cháu bẻ hết rồi thì còn cửa trên thì bây giờ cho cháu gái thôi. Đấy, đi lên trên cho cửa trên. Hai vợ chồng nó không lấy nhau rồi, bây giờ bỏ nhau rồi, đất đai ruộng chia nhau. Đất đai ở đây thì ngày xưa ông bà đã chia hai vợ chồng này đấy, hai vợ chồng cháu rồi, bây giờ các cháu không lấy nhau nữa, các cháu bỏ nhau thì bây giờ cái tài sản chung của hai vợ chồng là phải chia nhau đấy. Kể cả đi đến đâu đi pháp luật nó vẫn thế thôi đấy. Bây giờ mình phải thực hiện. Nhưng mà cái đất này là ngày xưa của bố mẹ cháu để lại để cho cháu, bây giờ thì bảo là chia hết, cháu cũng không đồng ý mấy. Ngày xưa anh không lấy tôi tự về lại anh á, ít ra anh bây giờ anh không lấy tôi, anh cũng phải chia chỉ một ít đất cho tôi chứ, với lại một thửa ruộng cho tôi chứ. Xem bây giờ xem là bác về đến đây rồi, xem giải quyết cho vợ cháu nhanh, không muốn dây dưa với cô ta. Tôi cũng không muốn dây dưa với anh đâu. Rất là phiền phức. Tranh cái gì? Cái này ở đất đai của tôi thì tôi biết đâu tôi lấy chứ. Trước anh không lấy tôi, tự nhiên tôi về lấy anh à? Bây giờ hai vợ chồng thì đã bỏ nhau rồi, kể cả bây giờ đi đến đâu cũng thế thôi. Pháp luật nó giải quyết nó không bằng. Không để cho ai thiệt, ai cho những trường hợp mà
cô ta khác bỏ đi thì cái đấy thì cháu có quyền để hết, nhưng mà đây là hai vợ chồng thỏa thuận thôi, thì bây giờ mình chia đôi. Ừ, xem chú giải quyết cho cháu xem chia đôi. Bây giờ ngô này là bên trên này nó hẹp hơn thì cháu một mình thì cháu làm trên này, còn cho anh ta dưới kia. Thế như thế cũng được thôi, xem mà bác này quyết cho cháu. Đấy, bây giờ cho chú, bây giờ chú và mình là bây giờ hai cháu là chú thống nhất với hai cháu thế này. Đấy, bây giờ cái đất này tức là ngô ấy, và thửa dưới thì cháu lấy thôi, bây giờ còn thửa này thì cho cháu gái hết. Thế là chú chỉ giải quyết là bây giờ như thế là có công bằng không? Các cháu chú xem. Vâng, cháu thấy thế cũng được rồi. Nghe cháu có ý kiến anh ta phải chia một thửa ruộng bên này cho cháu. Cháu bây giờ cháu cũng không có chỗ để làm đâu, cháu ở trên đấy cháu chỉ ở nhờ đất của họ thôi. Giờ cháu muốn lấy một thửa ruộng bên này. Thế bây giờ hai cháu đưa chú đi kiểm tra cái đất ở đây. Lấy một thửa ruộng bên này thôi, ngoài ra cháu không lấy cái gì. Đây bây giờ trên thửa này với lại thửa dưới, ba thửa này cháu chỉ lấy thửa dưới bé thôi, trên này kệ anh ta lấy bao nhiêu thì lấy. Thửa này với thửa bé này. Vâng, ba thửa này cháu lấy thửa dưới. Hai cháu lấy thửa này. Rồi cháu cũng đồng ý thôi, xem các người giải quyết cho cháu. Bây giờ thống nhất thế nhá, hai hai vợ chồng nhất trí rồi thì thống nhất nhá. Vâng. Bây giờ làm cái biên bản đi, đang nắng quá đi và chú dâm dâm mát để làm cái biên bản. Ôi, nhờ ở đây một tí. Nhân bản rồi, bây giờ mời anh ký kìa. Bây giờ đã thỏa thuận rồi nhá, làm biên bản bây giờ thì mình thực hiện thôi nhá. Thế bây giờ hai cháu vâng, cũng phải thực hiện nhá.
luôn. Đây cả mẹ. Ui nha.